Xin chào quý vị anh chị cô chú quay trở lại kênh Viết Phú. Hôm nay em review một số mẫu đồng hồ của G-Shock cho một số bác có hay hỏi về đồng hồ G-Shock. Thì nay em sẽ làm video này cho các tín đồ của G-Shock cùng tham khảo và lựa chọn cho mình một mẫu đồng hồ hợp lý. Đây thì các mẫu G-Shock và Casio ở đây thì đều giảm giá 20% nha quý vị. 20%, đa số 20%. Hơn như tất cả 20% giảm giá quý vị ạ. À, em sẽ quay từ đâu đây vì nó nhiều quá. Casio G-Shock. Rồi em sẽ quay từ trước mặt em đây. Đây là cách kết bạn Zalo với Viết Phú nha quý vị anh chị. Đầu tiên thì quý vị anh chị vào vẫn thêm bạn bình thường thôi. Vì Zalo mặc định của Việt Nam thì nó sẽ là ở đây là số điện thoại đầu cộng 84. Tuy nhiên thì em đang ở bên Nhật Bản đấy, thì em sẽ dùng số điện thoại ở Nhật Bản nên là cái đầu số nó sẽ khác. Quý vị anh chị ấn vào Japan. Japan thì đầu số nó sẽ là cộng 81 nha quý vị anh chị. Đây, cộng 81. Đấy thì quý vị anh chị ấn số điện thoại của em 080-6817-3970 và tìm. Đấy thì nó sẽ ra Facebook, Zalo của em như vậy nha quý vị nhá. Đấy, rất đơn giản thôi. Trước mặt em đây, một con màu red. Một em màu đỏ của G-Shock chịu được 20 khí áp, tức là 200m trong nước. Như quý vị, đồng hồ điện tử. Mã kia và giá của nó tầm 3,5 triệu chưa thuế, chưa vận chuyển. Sang tiếp theo thì mấy em G-Shock hàng điện tử nha. Em sẽ quay cho quý vị anh chị cô chú theo dõi chính. Thì em xuống đồng hồ kim, em sẽ giới thiệu kỹ hơn. Đây giảm giá 20%, giá thì nay man hơi cao. Cái giá đỏ kia nhân với 221 cộng nhân với 10% tiền thuế nữa thì ra tiền của nó tại quầy. Đây đen em này khá cao này, tiền nó đã chín được rưỡi này, có bluetooth luôn. Xin lỗi, cái này là điện池 は大丈夫なんですけど、これ電池切れてるんですけども、どこかで電池交換されますか？今ここでできますか？電池交換は。Xem chút. Vừa có cái đồng hồ kia người ta hết pin nên vừa bảo người ta thay pin cho luôn quý vị. Nó là lấy cái sản phẩm mới để thay. Sang đây sang với con ngựa sóc chạy kim nha quý vị. Mã của nó thì không thấy ghi mã nhỉ, mà chỉ ghi là giảm 20% này, rồi chống nước 20 áp khí này, rồi giá hiện tại của nó thì là 3,6 tương đương khoảng tầm 7,5 triệu rồi, nên 10% tiền thuế nữa. Đấy, nó khá là cao. Cái này thì nó ghi trên ấy, là có văn phòng đại diện ở Nhật Bản, Trung Quốc, Mỹ và châu Âu thì có 6 nơi, có thể là đáp ứng được về cái vấn đề pin. Đấy, em sẽ quay lướt cho quý vị anh chị chú cùng xem mã và hình ảnh của nó để tham khảo nhé. Dưới cái tầng 3 này thì nó có ghi mã đầy đủ hơn này. Ví dụ GA710GB này, 80% còn 1,5 triệu chưa thuế này. Tầm 3,5 triệu đấy. Rồi sốc thì đối với cá nhân em thì em không có ham mê lắm. Nhưng mà nhiều khách quan tâm nên là em quay lại cho quý vị anh chị của chú tham khảo. Con này thì nhìn nó hầm hố, nhìn nó mạnh mẽ, cá tính, dành cho những anh yêu thích thể thao rồi các trò chơi vận động, các môn vận động. Là con trong kia đẹp này, xanh đẹp.
Đây thì đồng hồ giảm giá quanh năm, giảm giá từ mã này đến hết mã kia, hãng này cho đến hãng nọ rất là nhiều, nên là quanh năm đều có mua được cả hàng giảm giá cho quý vị nhé. Vì anh chị những hàng ở đây người ta giảm giá rồi thì mua tại em, thì em có thể là cũng không săn được cái hàng giảm giá thấp hơn được. Nhưng mà những hàng ở đây chưa giảm giá thì săn, nếu mua ở em thì em có thể giảm giá được 10%. Số cái bạn Zalo với em thì có ở trên video Zalo và Facebook thì có để dưới mô tả video nữa, thì anh chị click vào đấy là vào Facebook của em luôn. Rất nhiều. Này em đi mua mấy cái đồng hồ và chọn thêm một số thứ cho các anh chị cô chú, và quay lại cho các cô chú tham khảo. Cái quầy này, cái tủ này thì dành riêng cho mình thằng gờ sóc thôi. Gờ sóc ở đây rất là nhiều. Giá ở kia, mã ở kia quý vị, hình ảnh. Số con người ta không ghi mã nên là không biết được nào một lần cả. Nếu mà quý vị chụp hình thì cũng không có mã tra thì hơi khó. Thật là vậy. Đây, chỉ ghi vậy thôi. Hơi căng. Khi mình tìm hàng ở trên web của nhà mạng của nhà cung cấp này thì cũng hơi khó. Đồ sóc này thì khả năng chống nước rất là tốt, từ 10 áp khí cho đến 20 áp khí này, từ 100m cho đến 200m đấy, kinh thật. Đây là mấy con đẹp. Sang bên kia dãy bên này thì mấy con đồng hồ Casio cỏ này quý vị, giá dao động 500.000 một cái, vận chuyển mất tầm là tính 100.000 nữa. Như đồng hồ pin nha quý vị, có loại 400.000, loại 500.000, chứ rất là nhiều. Quay ra rồi quay cao su rồi quay kim loại có hết. Em mua cái quầy này chắc em mua phải mấy chục cái đồng hồ đây rồi, cho khách đặt đây. Rất là nhiều rồi. Và em gửi về thì các bác cũng đa số rất là hài lòng, vì qua video các bác đã tự chọn cho mình những cái sản phẩm mà ưng mắt, thì gửi về thì với cái độ hài lòng nó cũng cao hơn. Rồi, em xin phép kết thúc video tại đây cả, để em vào em thanh toán tiền nha quý vị. Đây, đây mấy con siêu cô cỏ này cũng 400.000, đi qua thì không quay mà nó cứ đập vào mắt nên là phải quay cho anh chị cùng xem. Đây, nhiều lắm. Đây là xin chấm dứt video.